Hồi chứ. Trời ơi, kia mạnh. Ui. Đẹp thế, nhìn góc đẹp thế. Nhìn góc nhìn xấu. Mấy rồi? 3-1 rồi. 3-1. Đấy nhỉ? Khó đấy. Không đánh đâu. Ai không đánh được? Không đánh được. Cá luôn. Ui. Đây. 3 đúng không? 2 đúng không? Nhưng mà đánh thêm vẫn được cộng hay là không được? Được cộng. Vẫn được cộng. Ừ. 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 Đấy, con này chưa đánh. 4 lần. Mấy à? 4-2 đúng không? Đánh không nữa thì là... Chưa ăn con này đúng không? Có chín chưa ăn đúng không? Thích thì ăn. Thích ăn 2 điểm á? Không, không 2 điểm, còn 1 điểm. Là con cuối là mới là con 2 điểm. Không, không được. Phải. Tất cả là 1 điểm. Đa bị. Bây giờ mời các bạn nghe cơ thủ xem cơ thủ thi đấu đang ở hồi kết giữa Đình Đại và Cần Thị Công đấy. Đinh Tuấn. Đinh. Hai cơ thủ ngang cơ nhau. Đây 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 đây. Bính ơi. Anh có mày. Nhưng mà cái đũa kia thì đũa này cong lắm. Đấy nó cứ lỏng không không không. Cắt luôn. Cắt đi. Cắt luôn xuống, cắt trực tiếp cắt móng luôn. Cắt móng tanh. Mà cứ cắt sao cứ chạm vào vi là được. Thế là không ăn đâu. Đúng rồi. Hơi móng tí. Xấu nó đi. Đây. Đặt như này này, đặt như này mới ăn này. Đặt đúng rồi. Đây này. Đặt thế và để một cái. Bác cắt thử cho xem. Cái gì đây? Xe cho anh ngô. À đúng rồi. Bây giờ để huấn luyện viên của cơ thủ đánh cắt thử cho nhé. Xem được không? Ok. Đấy, cắt ăn rồi. Ăn, điểm đúng điểm ăn. Luôn. Đấy, để thực tập luôn đấy. Đây. Thế ăn. Thế để cho trọng gầy rồi đấy ăn. Thì vừa rồi là phải cắt máu nha. Được. Vào đâu? Thật. Đã vào đâu? Nghe mức thương đánh như được. Đấy. Cháy rồi. Cháy rồi. Múc ra. Thấy chưa? Không ăn. Thử. Múc. Chết rồi. Dấu cái rồi. Cháy rồi. Không. Cháy rồi là trọng tài. Búc cái này ra. Sao? Đặt chỗ nào cũng được. Đặt chỗ nào cũng được. Vì đây là cháy rồi. Đúng rồi, hai cái hai à? Không được, không có tích. Bi cái và bi thường chạm vào nhau. Chạm vào nhau, giờ là cố quyền bốc cái này ra và ví dụ là ông đặt chỗ này cũng được, ông đặt chỗ này cũng được. Gọi là cháy. Chỗ nào cũng được. Đấy, do trọng tài. Đây, ví dụ là trọng tài, ví dụ đặt chỗ này. Ông thích ăn lúc nào thì ông ăn. Đây này. Đặt giữa đi, đặt giữa đi. Đấy. Đặt chỗ giữa đi. Ông, không, đây là trọng tài, nó phải là đúng. Ô, thế đại lại rồi, đại đánh con hồng luôn. Đấy, ông nào đặt, ông... Giờ đến này, đến cơ nào. Đâu, đấy, cháy đi. Quan trọng là ông có ăn được không ấy chứ. Cháy không? Cháy đâu? Đổ dầu đốt chứ. Đổ dầu đốt cháy chứ. Đấy là cháy đâu? Đánh mạnh không ăn. À, miếu đại rồi. Đánh con ông, đánh con ông. Nhẹ thôi. Ông đại giết con này cho tôi. Đấy. Ông đại thì giờ lúc này thì không thích. Ông này mới ăn. Nhẹ thôi. Đứng. Thế thì ông mất được kia. À, chết cái rồi. Chết rồi. Chết cái rồi. Đánh cái này đâu. Đây này, đi này này, như này này. Đấy. Đúng rồi, chuẩn đấy. Để lái cho quân xanh nữa. Này mới ăn này. Này mới ăn này. Đấy. Chứ ai chọc cái kia này có ăn. Đấy. Cứ vào cái thành nó là ăn. Cứ vào cái cạnh thành nó. Mẹ móng ăn. Đấy, móng ăn. Tiếp. Ăn con đen, ôi giời, thêm có cái rồi. Đây là nó bị ấy. Nó bị gió. Chưa. Yeah.
Ông Bình đi ra. Ông Bình đi đánh tô cơ nữa rồi. Mấy rồi nhá. Mấy rồi Bình? Mấy không rồi? Ba bốn. Tối ông Bình đi làm cơ rồi nghỉ nhá. Khó đấy. Ông Đại cắt con này được lỗ này sang đây không? Nhưng ông phải cắt mạnh. Cắt con xanh sang vào lỗ 5. Ông phải cắt mạnh. Máu tanh. Dày này không ra được. Chết rồi. À, ông ấy muốn đập vào con đen ăn được. Máu. Móng con 1 phần 3 đi miếng này thì mới ăn được. Ông cắt căn kiểu gì 1 phần 3 đi thì mới ăn được. Thôi rồi, giờ đến lượt ông Đại, tôi trọng tài. Cái gì đấy? Đây, giờ tôi ông Đại, ông Đại đâu? Đấy, ông đặt đi. Không, không phải trọng tài, ông muốn đặt đâu đặt. Đặt. Chết cái mà. Ông ăn, ông ăn. Ông đặt đi, ông đặt nghe đi, ông bấm phát vào đâu kia. Chết cái à. Mẹ con mới dạo hết, mới dạo. Hỏng hết chứ còn đâu nữa, chết giờ. Ông Đại không nghe tôi thì không hết biết chậu. Đường thẳng. Đánh đi thẳng vào luôn. Quân sau tính sau. Bấm là chết rồi. Ông Đại giết về cho tôi. Cái lên đây chỗ này. À, không. Không, ông phải ăn thế mới được, ông mới thắng được. Đi, ông ăn con này, cái ra chỗ này, ông bấm lỗ này cho tôi. Đâu này kìa. Đánh con này. Ông phải mạnh, ông phải ăn, đánh anh ăn đi. Ui giời, chết rồi, biếu nó rồi. Máu ăn. Thì A là phải đánh này. Bia chỗ này cũng được, như này, cầm này cũng được. Đấy, hoặc như thế này. Như này nó chắc, chắc cái tay này. Chứ ai phải đấu như này. Đấy, mà phải không được rút như thế, phải như thế này này, ngang này này. Đây, ấn thẳng luôn, ấn thẳng luôn. Chứ không được rút, rút thì không đánh được nha. Rồi, đi. Giữ cái tay cái lên. Cho nó chuẩn nữa. Cái bia này chạm ăn mà. Đừng đánh thẳng lỗ, đánh là đánh như này nè. Ông Đại có ăn rồi. Ông Đại mà ông ăn được con này, là ông ăn được con này. Không được, nổ, nổ bi. Chết rồi. Đây. Đây, ăn phải đánh con đấy, này. Ông Tuấn ăn được con này thì ông Tuấn ăn được con này. Rất là nhẹ nhàng. Hai phần miếng này. Đánh. Dày mặt hết mặt miếng này. Đánh thế thì không ăn được nữa. Tay cầm kiểu kia nữa. Cái bia đánh được đâu mà đòi. Cái bia nó phải nguyên tắc, nó phải chắc tay. Bác có đánh được đâu mà đòi. Ừ, thì đi bác đánh được. Đánh. Được. Nó ăn theo ý mình. Đánh. Ừ, ăn uống năm. Ừ, may. Xuất xít. Gọi là may, thử may rồi. Không vào, không lại. Đánh vào nghĩa này là ăn. A bằng. Đánh, đánh miếng ngoài hơn. Đấy. Ừ, nhớ rồi. Như vậy là cơ rồi. Thủ Tuấn đã thắng cơ thủ Đại. Làm cơ. Ok, bây giờ đến lượt khác. Cơ thủ Thương và cơ thủ Đại. Thương cơ thủ Đại đánh lên thế này. Cơ thủ Tần thủ. Bình trọng tài. Ok. Vũ Đình Vũ Vũ Đức Bình trọng tài. Vũ Đức Gia Bình. Vũ Đức Gia Bình nhỉ? Ok. Vũ không phải là giữa cơ thủ Đình Đại tôi và cơ nha. Thủ Bá Thương. Cơ rồi, lui ra. Được chưa? Để yên. Hai cơ thủ đây. Nghe cơ nhau vào chung kết. Mó mặt với nhau rồi. Rồi, mó mặt với nhau rồi đây. Hai cơ thủ là chung kết của trận đấu đi ra hôm nay. Giải đấu cơ thủ thế giới. Ok. Bây giờ đến cơ thủ của Bá Thương đi trước. Tới lượt ông. Bây giờ đến cơ thủ của Đình Đại. Đình Đại đang ngắm xem là đánh quân nào. Đánh sao? Đúng rồi. Rất là xin như vậy là cơ thủ ơi. Đình Đại đã phá bàn đánh linh tinh ôi, được rồi. Để cho quân nó đi linh tinh. Ôi để tôi cơ thủ. Bây giờ đến cơ thủ của Bá Thương. Bá Thương đang nhằm quân số đen. Cơ thủ là quân người đen, mà phải cơ thủ Bá Thương đâu. Quân thử. Ui. À đấy, bây giờ là quân bấm trắng con đã này, bấm con này con vàng vào. Tôi lên tay trước. Bấm mạnh ra đây con vàng hả? Bấm sang không. Trái không. Bấm à như vậy là cơ thủ Đình Đại đã đánh quân hồng để vào quân đen. Ok không vào rồi. Đánh ok con hồng vào con đen đâu. Điều
Như vậy là cơ thủ Bá Thương đã giành chiến thắng. Ok, 1-0. Tỷ số là 1-0. Nghiêng về cơ thủ Bá Thương. Bá Thương bây giờ đang nhằm quân đỏ hay là quân hồng hay là quân xanh? Hồng đánh hồng mắt là hồng đánh niềm tin. Đỏ. Như vậy là cơ thủ Bá Thương đã giành quân đỏ nhưng mà không vào. Bây giờ cơ thủ Đình Đại đã ăn quân hồng, đã ăn quân hồng. Ok. Tỷ số bây giờ là 1-1. À, đã ăn quân xanh. 3-0. Đã ăn. Tỷ số bây giờ là 2-1. 3-3, mạnh lên. Tỷ số bây giờ là 3-1. Nghiêng về Đình Đại. Cơ thủ Thương đã chấp nhận. À, như vậy là Đình Đại đã đánh mạnh quá, cơ thủ màu tím đã không vào. Bây giờ giành lại quyền thi đấu cho Bá Thương. Một ly đi một dặm rồi. Bá Thương đang ngắm không biết đánh con nào. À, như vậy là Bá Thương đã giành con vàng, đã đang chọn con vàng. À, đã vào đúng rồi. Hoan hô Bá Thương, Bá Thương. Tỷ số bây giờ là 3-2. 3-2, 3-2, 3-2, 3-2. 3-2. 3-2. Số bây giờ 2. Con này là 3-2. Trọng tài. Không tính nó 5, nó 10. 2 trọng tài đi. Đang nhầm con điên. 3-2. 3-2. 3-2, 3-2, 3-2, 3-2. Nhanh lên. Hết sức bình tĩnh không gây gấn. Bây giờ là đã tỷ số rất là ngang bằng, đã là 3-2 giữa Đình Đại và Bá Thương. Lúc này là tôi đang phải chạy đi. À. Đang tín hiệu số. Úi giời, là đang giấu ở Joker. Bá Thương đang giấu cơ. Thắng luôn, thắng luôn. Ừ, đi. Không, 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 không. Như vậy là Bá Thương đã giấu cơ, bây giờ không biết Đình Đại đánh thế nào. À, đánh con hồng. Đi chết đi đấy. Vào lỗ 10. À, như vậy là Đình Đại đã chết cái. 3. 3 đấy là gì? Không được, nhặt lên làm ra được 4-3. Không, không. Được. Chết cái rồi, chết cái, chết cái. Chết cái thì đặt đâu chả được. Nhấp bi lên. Nhấp cái bi lên đây, đặt vào đây. Nhấp vào đây. Chết cái thì bên đấu là đặt đâu cũng được. Rồi. Được rồi, được chưa? Về, đúng luật rồi đấy. Tỷ số bây giờ là bao nhiêu? 3-2, 3-2, 3-2. Giờ quyền của tôi. Như vậy là trên bàn bây giờ còn quân tím và quân xanh. Hết sức bình tĩnh. Như vậy Bá Thương đang... Bá Thương đã thắng 4-3. Hết sức bình tĩnh. Bây giờ trên bàn bia là còn một quân. Trong lúc này tôi đang gây gấn. Còn hai quân, đúng rồi. Ăn một quân là thắng. Ai ăn một quân nữa là thắng. Xem Bá Thương có thắng không? Quá! À, chết cái rồi, Bá Thương chết cái rồi. Bây giờ nhường cơ hội về cho Đình Đại. Đấy, không để Đình Đại. Đình Đại đang thi đấu, đang nghiên cứu xem đặt quân... Quân cái ở đâu? À, như vậy Đình Đại đặt quân cái ở sắp biên. Không chết cái được. Hoan hô, Đình Đại cũng chết cả. Không, chết. À, tự đặt, rồi, ok. Đánh lại, cho đánh lại, cho Đại đánh lại. Do bàn rốc, không, tính rồi, trọng tài tính rồi, do bàn rốc. Không. Rồi, nhưng Đình Đại đã gọi là... Bình Đại, bốn đều. Hết sức bình tĩnh. Bốn đều rồi. Hết sức bình tĩnh. Rồi. Kết thúc của Bá Thương. Như vậy Bá Thương cơ hội giành trận phần thắng gọn bàn là Bá Thương. Xong. Nhưng mà Bá Thương không xong được. Bây giờ cơ hội dành cho Đình Đại. Như vậy Đình Đại đã bị chết cái. Như vậy là kết thúc chưa? Trận đấu VR thế giới rất căng thẳng giữa Bá Thương và Đình Đại. Đang tính toán, Bá Thương đang tính toán, đang nhờ trọng tài là Vũ Bình đang tư vấn. À, như vậy là Đình Đại đã chết cái. Bốc lên. Như vậy là hơi khó. Đấy ông đánh đi. Bá Thương tưởng ăn đây, được nhưng mà đã bị chết cái. Đấy, ông đặt đâu đây mà. Được, đấy đâu cũng được. Bây giờ tỷ số bao nhiêu rồi? Tỷ số bây giờ là đang là 4-3. Nghiêng về Đình Đại. Bây giờ ai thắng là thắng. Nếu mà gọi là Đình Đại là thắng tuyệt đối. Như vậy là kết quả cuối cùng là Đình Đại đã thắng 5-3. Kết quả Bá Thương đã thua. Chưa. À, chưa thua, chưa thua. Cuối đây là final thế này. À. 50-50. Thôi, còn này gây cười. Ui giời, đại của mình thế. Kết quả bây giờ là 50-50. Ai đánh được quân hồng này sẽ là thằng người gọi là chung cuộc. Mình thua. Không. À, đại thua. Đại thua. Đại thua rồi. Rồi, thôi, chuẩn bị đi. Oh, cuối cùng đã giành nhường lại cho cơ thủ. Cơ thủ Đình Đại. Hết sức gây cấn. Đang vào cuộc. Như vậy Đình Đại đã thắng. Thua.
Đình Đại đa thắng, Đình Đại đa thắng. Xin chúc mừng Đình Đại. Ok, cơ thủ Đình Đại.